tham vọng doanh thu 1 triệu đô nhưng chỉ đốt tiền mà không có lãi, sở tát áp rửa xe hơi giá 250.000 đồng chiếc khiến cả dàn sát dối trí vì bức tranh tài chính quá lòng vòng. Làm sao tôi có thể đầu tư nếu bạn vẫn đang đốt tiền mà không có lãi? Sắc Hưng lo lắng khi năm qua cơ Zách đạt doanh thu 100.000 USD nhưng lỗ 120.000 USD và hoàn toàn mơ hồ về mục tiêu tài chính trong các năm tới. Đến với sắc tanh Việt Nam, sở tắt áp cơ Zách kêu gọi các sắc đầu tư 400.000 USD đổi lấy 13% cổ phần của công ty. Tim Ly là giám đốc điều hành và nhà sáng lập của startup này. Cơ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc xe hơi cao cấp, không chỉ cung cấp dịch vụ rửa xe, startup này còn thay dầu động cơ, thay pin. Cùng với đó, Cơ phát triển ứng dụng báo giá AI để khách hàng có thể ước tính mức giá trong vòng 5 giây. Giới thiệu về dịch vụ rửa xe của Cơ Zach, Tim Lee cho biết doanh nghiệp này đang sử dụng công nghệ nano để có thể hấp thụ bụi bẩn Dịch vụ của cơ Z có giá khoảng 250.000 đồng và chỉ cần khoảng 2 lít nước, tùy vào kích thước của xe. Chúng tôi tiết kiệm ít nhất 100 lít mỗi lần rửa xe, Tim Ly khẳng định. Cơ rách đã thực hiện dịch vụ cho 10.000 chiếc ô tô tại Việt Nam. Với sự thành công của nhiều mô hình kinh doanh tương tự ở nhiều quốc gia trên thế giới, Tim Ly tự tin rằng dịch vụ của mình có thể tiếp cận các nước ASEAN khác nhanh hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Tim Ly lớn lên ở Thung lũng Silicon, làm trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô trong vòng 2 năm khi đi nghĩa vụ ở Hàn Quốc. Chính vì vậy, anh biết nhiều về bảo trì các thiết bị kỹ thuật ô tô. Anh có bằng cử nhân ở Mỹ và tốt nghiệp thạc sĩ MBA tại Hàn Quốc. Anh có nền tảng về tiếp thị và từng đến hơn 40 quốc gia để thực hiện chiến dịch tiếp thị online, trực tuyến và offline. Trực tiếp cách đây 3 năm, Tim Ly đến Việt Nam tin rằng Việt Nam sẽ là thung lũng silicon thứ hai, anh khởi nghiệp với cơ Zách tại Hà Nội và bắt đầu khám phá các nước ASEAN. Về tình hình hoạt động của công ty, Tim Lee cho biết cơ Zách vừa kết thúc cuộc thảo luận cách đây 6 tháng từ doanh nghiệp địa phương Việt Nam và quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu. Mục tiêu trong năm nay của cơ Zách là có ít nhất 10 MOU, biên bản ghi nhớ với các đối tác doanh nghiệp và đã có 6 MOU được thực hiện. Ngoài ra, cơ Zách cũng đặt mục tiêu có ít nhất 10.000 giao dịch liên tiếp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội startup này từng huy động được 400.000 USD trước đây. Ngoài ra, anh cũng có một khoản tiền dự phòng từ Trung tâm Khởi nghiệp Hàn Quốc thuộc Chính phủ Hàn Quốc. Trung tâm này đã cho anh 100.000 USD để thúc đẩy thị trường ASEAN. Khi xác linh đặt câu hỏi về việc mở rộng dịch vụ, Tim Lee cho biết mỗi năm có 300.000 ô tô bán ra và Việt Nam đã có 6 triệu ô tô được đăng ký. Tôi tin rằng sau 10 năm quý báu của tôi ở Việt Nam, chắc chắn số lượng ô tô sẽ tăng lên và hầu hết các nước thuộc OECD tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế chọn xe điện tử. Tôi tin rằng một số loại xe chạy bằng động cơ đó sẽ đến đây hoặc các nước ASEAN và tôi muốn nắm lấy cơ hội đó. Tim Lee chia sẻ, hiện tại, cơ dịch đang tập trung 60% vào hình thức B2B và 30% B2C về rửa xe thay dầu động cơ và thay pin. Khi có xe điện, cơ dịch có thể mở rộng cung cấp hệ thống sạc trong khi rửa xe. Ưu tiên hàng đầu của startup này hiện nay là thực hiện nhiều MOU với các đối tác doanh nghiệp. Ưu tiên thứ hai là mở rộng sang quốc gia khác. Tim Lee cho biết anh là thành viên của Block 71 và Global Venture Capital. Do đó anh có nhiều kết nối trong thị trường ASEAN để có thể mở rộng ra nhiều quốc gia khác nhau. Startup không biết dự báo lỗ lãi, không xác định được điểm hòa vốn. Năm 2021, doanh thu của Kerjik là 200.000 USD. Năm 2022, doanh nghiệp này kỳ vọng kiếm được 1 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào từng dịch vụ. Khi Sark Louis đặt câu hỏi chi tiết hơn về lỗ lãi thực tế, TV cho biết năm 2021, lợi nhuận của cơ là 100.000 USD, lỗ 120.000 USD. Năm 2022, sở tắt ấp muốn có gần 800.000 USD nhưng lộ 400.000 USD. Bạn đang làm tôi dối đấy. Bạn đã có doanh thu 1 triệu USD nhưng bạn nói rằng bạn muốn có 800.000 USD. Bạn phải rất dứt khoát và chắc chắn. Bạn là CEO, bạn phải cho tôi biết lợi nhuận dòng hoặc lỗ dòng ước tính năm 2022 của bạn là bao nhiêu. Đừng nói về con số bạn muốn, hãy nói về con số bạn ước tính. Sắc ít bày tỏ. Đáp lại, Tilly cho biết đến nay anh có doanh thu gần 300.000 USD, doanh thu cả năm sẽ là 1 triệu USD và lợi nhuận là 350.000 USD. Tỷ lệ đốt tiền gần 30%. Không đồng tình với cách nhận định này, Sắc Linh phân tích, nếu bạn có lợi nhuận tức là bạn không có tỷ lệ đốt tiền. Bạn chỉ đốt tiền nếu bạn có lợi nhuận âm. Có đôi chút bối rối trong tính toán, nhưng Tim Lee cũng cho biết, hiện tại cơ Jack đang có lợi nhuận âm, lỗ 40% trên 1 triệu USD. Sắc Hưng tiếp tục đặt câu hỏi để tìm hiểu về cơ cấu chi phí của sở tát ấp. Tim Lee cho biết, với mục tiêu doanh thu 1 triệu USD, cơ Jack cần khoảng 70 kỹ thuật viên lành nghề. Doanh thu 1 triệu USD vẫn lộ đúng không? Vậy điểm hòa vốn là gì? Sắc Hưng hỏi. Tim Ly chia sẻ, một khi tôi huy động được 400.000 trong sắc tanh, chúng tôi sẽ dùng chúng chỉ trong một năm tới. Và sau đó chúng tôi sẵn sàng hoàn toàn bằng việc chi tiêu ở Malaysia và Singapore. Tôi không cần gây quỹ nữa hoặc tôi muốn có một hình thức tiếp tục tạo ra doanh thu. Vì vậy, tại thời điểm này, tôi không thể nói được ngày chính xác có thể đạt đến điểm hòa vốn. Sắc Hưng hỏi tiếp, bạn có thể đạt được bao nhiêu doanh thu để đạt đến điểm hòa vốn và Tim Ly trả lời anh cần 16 tháng. Sắc Liên là người đầu tiên chốt điêu. Bà cho rằng sờ tát ấp chỉ lấy công kiếm lời thì chẳng có nghĩa lý gì để bị lỗ. Chia sẻ rằng sờ tát ấp không có kế hoạch gì để bà có thể tin tưởng đồng hành cùng nên bà từ chối đầu tư. Sắc Hưng lo lắng khi sờ tát ấp nêu ra hiệu quả tài chính không rõ ràng. Làm sao tôi có thể đầu tư nếu bạn vẫn đang đốt tiền mà không có lãi? Cơ Sắc Linh cho rằng startup đang gặp phải vấn đề về đội ngũ. Bà khuyên Tim Ly nên xem xét về đội ngũ làm việc của mình để tuyển dụng nhân sự cho lĩnh vực còn thiếu. Về phía Sắc Bình, ông phân tích quy mô thị trường của cơ dịch khá hẹp. Ông khuyên startup nên tập trung vào thị trường cao cấp bởi giá dịch vụ của startup đang gấp 5 lần so với dịch vụ chăm sóc xe truyền thống. Vì tần suất lặp lại sử dụng dịch vụ của khách hàng thấp làm mô hình doanh thu không hấp dẫn nên Sắc Bình từ chối đầu tư cho startup này còn lại xác Louis, ông nhận định Tim Lee chưa sẵn sàng với lĩnh vực tài chính. Bạn nói rằng bạn xử lý tài chính nhưng bạn không biết dự báo lỗ lãi, bạn không thể bảo vệ định giá của mình và những thứ tương tự. Vì vậy đó là vấn đề. Tim Lee cuối cùng ra về tay trắng trên xác tanh Việt Nam.